mình đọc chú. Có người ngồi thiền được thì tốt nhất, còn đọc kinh đọc chú là cũng là cách thiền đó. Tại khi mình đọc thì mình chú tâm mình đọc, mình quên đi mấy cái chuyện lẩm cẩm, và đồng thời đọc kinh á để cho mình hiểu thêm. Mục đích cuối cùng của con người mình đó là cái tâm tốt và trí tuệ, chỉ có vậy thôi. Làm kiểu nào cũng được, miễn sao ra trí tuệ với cái tâm tốt thôi. Mà trí tuệ kiểu siêu trí thức chứ không phải là trí thức của học vấn nha. Tại vì khi mình dính vô trí thức học vấn á, mình sẽ đi càng xa với những cái gì vô vi. Tại vì học vấn thì nó đòi hỏi chứng minh bằng đa đà, bằng cái gì trước mắt. Giống như ông Devin, hàng mấy ngàn mấy hai ngàn năm nay, ổng là nhà siêu lỗi lạc của nhân loại. Ổng nói con người come from, bắt đầu từ con khỉ nhỏ nhỏ, thành ra lớn, thành ra con dượng, rồi xong con dượng lớn lên đi hai chân, rồi cái thành người, đúng không? Sư phụ từ xưa đã nói, là trong kinh Phật nói con người từ cõi Quan Âm Thiên, rồi từ cõi trời xuống, tức là chúng ta đều là cõi trời xuống. Còn ông Đê Bình á, ổng nói tại hồi xưa mà thời Chúa Giêsu ra đời á, Chúa kêu ăn hiền ở lành hiền lành, chỉ có vậy thôi. Chứ Chúa mà kêu người ta bắt đầu đọc kinh, hiểu về tâm linh, rồi ngồi thiền đồ á, rồi nói là trong người mình có năng lượng. Nhưng mà thời xưa còn có mấy phim giống như Harry Potter á, thì họ cũng có những cái đó thời xưa, nhưng mà họ cứ dùng đó để làm phù thủy. Thì nếu mà ông Đê Bình mà ông nói như vậy mà không có gì chứng minh, không có Phật học, chỉ có Phật học mới chứng minh, đúng không? Thì là ổng đâu có là chứng minh ổng sai sao? Tại cho tới thời đại này thì con người mới chứng minh được là ổng nói sai, thì đã mất cả nghìn năm rồi, hiểu không? Cũng giống như xưa Chúa Giêsu ra đời là mang cái xác phàm bình thường, ở trong cái làng của họ thì chửi ổng như gì, ô con cha thơm mộc mà biết gì. Rồi cái ổng thấy buồn quá, mới đi cả mấy trăm cây số ổng mới ngồi nói chuyện với người ta. Một số người mà gọi là không biết gì, không biết ổng gốc gác á, thì mới tin ổng. Thì hôm nay á, là gần cái trái đất này á, đã đến lúc tin á, thì đã mấy nghìn năm rồi mới tin, thì nó hơi muộn quá không. Mà bài học đó cứ tới lui hoài, cũng như thời Phật Thích Ca cũng vậy. Mấy cái người Ấn Độ á, ồ cứ gãi đinh gãi gai, rồi Phật thì giàu mà, vua mà, nhưng mà bỏ ngay vua, bỏ tiền, bỏ của, bỏ vợ đẹp luôn, rồi cái cầm bình bát đi xin, không cho ăn, cho bỏ đói nữa. Còn đại khái là con người của mình nó vô minh Ấn Độ đó. Mà tới ngày hôm nay á, thì ở trên nói chúng sanh vô minh quá, cho sư phụ lộ cơ nhiều chút. Lộ nhiều vậy á, mà nhiều người á, lộ càng nhiều ta nói ô con nội này sống ảo, không dám ảo. Cuối tuần thì sư phụ ngồi nói chuyện đây với anh chị em về đạo, nghe thường sư phụ nói chuyện về mấy con di mạch, mấy kỹ sư, mấy cái thứ siêu quần không à. Mà người thừa, nếu mà sư phụ sống ảo làm sao vậy? Cho nên ở bờ trên đã đặt để như là nửa đời nửa đạo, để mà thức tỉnh mọi người về vấn đề là có Thượng Đế lúc nào cũng che chở mình, có chi gì cũng che chở mình. Nhưng mà đâu có được bao nhiêu người ngồi đây. Ở dưới kia hiện giờ có rầm cả 99.9%, còn đang lo BBQ tiệc tùng, đi chợ mua lobster, oyster về nhà làm thịt nhậu kìa ở dưới hiện giờ, đúng không? Đâu bao nhiêu người mà chịu lên đây ngồi uống nước, ăn bánh rồi đâu. Đó là chúng sanh nó vô minh từ đời này sang đời nọ. Thì ông Đê Vinh nó là một trong cái đó. Rồi tới ông Appen, ông kêu người ta xây cái tháp bên Pháp á. Trời ơi, người ta chửi ổng. Cuối cùng ổng chết rồi á, người ta xây thấy cái tháp vua của Pháp á, nổi tiếng không? Chứ mình làm cái này á, là cũng là một lối thiền á. Mới bắt về bắt chước đi ra Michael á, mua đồ giả đó về làm. Cũng là một cái lối tu tập á, thiền. Mình cứ nghĩ mình làm một cộng này, độ một người không biết niệm Phật mà biết niệm Phật. Nghĩa là khi ai nhận cái này của con đó, con bảo đảm người đó sẽ thành Phật. Con nói thật.
Tại vì mỗi một cộng là tâm quyết của con bỏ vô, điển của con bỏ vô, con niệm Phật từ cái rồi đứt tay con làm. Rồi mấy chư thiên ngồi xung quanh đây, con ở đó con ngồi đi, con ngồi bên đó. Mấy vị đang đứng đây, mấy chư vị cũng chứng, nó nghe là kỷ vật của con. À, ở cổ chi á, con có một chút xíu chức sắc, thì những vị đang biết là cái này của con á, thì vị đó cũng sẽ theo hộ cái người nhận được cái này, không như cái tính vật gì đó. Cho nên mấy đệ tử con là có đeo hết nè. Con càng không cho nữa, là tự vì bác lo, bác không sao bác lo cháu nội, rồi mai mốt rồi cháu nội đứa này lo cháu nội đứa kia, bác lo bác đi về trời đi kìa, tối ngày cứ lo con lo cháu không. Cái đó là mình bị chấp bởi cái ái của thế gian, và khi mà mình chấp cái đó rồi mình chỉ có đi xuống thôi. Khi mình chết, con cháu mình, gia đình mình không có giúp gì được mình, chỉ có tự mình giúp mình, thần hồn của mình lúc đó đó, cử quyền hay là ma quỷ nó muôn trùng thứ đến trong lúc mà cái hồn sắp lìa khỏi xác, thì bác chỉ có nương vào những gì bác học về tâm linh, về Chúa thì chỉ có mấy vị thánh đến, thì Phật thì mấy vị Phật đến để cứu bác thôi. Chứ con cháu lúc đó nó đang ngồi tính là tài sản bác để nhiều để mà nó lấy, nó chuẩn bị nó xài, con nói thật. Nó bớt lo con, bớt lo cháu đi. Còn có tiền bây giờ á, xài hoặc là đi làm từ thiện, chứ đừng có để lại con cháu rồi lúc đó vợ chồng nó cứ đánh nhau để giành tài sản của bác, rồi bác tạo nghiệp nữa. Con không có gì cho cháu con, con có 5 đứa con, mỗi đứa 1 cái nhà, đứa 1 triệu xong. Bao nhiêu con làm cho tất cả mọi người thôi. Con có tài sản lớn lắm nhưng mà con không có nghĩ gì cho cháu hết. Ôi, bác đến đây để ngó con thôi hả? Có gì hỏi con không? Ai muốn hỏi gì cứ hỏi. Con nói con không nghe, con nói gì? Bác hả? Tự nhiên hỏi. Thật sự cái tuổi thọ đó nó không có giới hạn. Thượng đế lúc nào cha mẹ cũng muốn mình sống dài hết. Một ngày còn mang xác phàm á, mà một ngày biết niệm Phật thì để mình tạo ra cái trí nhớ trong cái con sim trên điện thoại á, để khi mình cái hồn rời khỏi xác á, chỉ cái đó để mang theo thôi. Chứ cái hồn rời khỏi xác không có mang theo con cháu hay là tiền. Tại vì khi mình nhớ tới con cháu, nhớ tiền á là mình đọa trở lại. Mình nhớ tới tiền là mình sanh lòng tham, là mình đọa trở lại. Thì cho nên bác còn bữa nay lên trên đó thì bác lại Phật nè, tượng nè, lại nè. Con lại rồi. Rồi bác muốn sống thêm nữa thì bác nói Phật ơi, con lại chưa đủ, con niệm Phật chưa đủ cho con sống thêm nữa. Thì mỗi lần bác lên bác cứ khấn như đó thôi. Dạ. Tự nhiên bác sống hoài. Bác muốn dự hội Long Hoa gặp Phật Di Lạc. Hội Long Hoa là gì bác? Hả? Mà hội Long Hoa là gì? Dĩ nhiên là Phật Di Lạc trở lại, nhưng mà hội Long Hoa là gì? Hội Long Hoa là hội anh Tài. Bác bây giờ bác già bác đi chống gậy rồi. Hội anh Tài là của mấy đứa này.
Cho nên bác muốn dự hội đó thì bác nói mà Phật ơi cho con đi sớm để con đầu thai lại để đi dự hội Long Hoa. Chứ bây giờ bác già kiểu này dự hội Long Hoa, tại vì hội anh Tài đó khi Đức Thầy xuất hiện tất cả 6 triệu đứa nhỏ nhỏ này về Việt Nam xây dựng đất nước mới gọi là hội Long Hoa. Còn bác mà bác ngồi bác nghe thôi là bác nghe cũng không có đi máy bay nổi nữa. Cho nên bác muốn dự hội Long Hoa phải đi cho sớm. Rồi bắt đầu ăn năm sau bắt đầu thai thành em bé 1 tuổi thì lúc đó cái người mẹ mà của cái xác phàm của bác sẽ trở thành đứa bé đó, không già quá trẻ không, thì ẩm bác vô trong hội Long Hoa để nghe, mà lúc đó không biết bác nghe được không nữa, kiểu vậy á. Cái chữ hội Long Hoa là truyền thuyết, nhưng mà thực tế là hội anh Tài của tuổi trẻ thế giới. Mình đừng có tưởng mấy đứa này mất gốc, nó không có đâu. Cái dòng máu nước Việt trời sanh ra từ thời vua Thần Nông á, Trăm Bộ Lạc á, là đã có cái máu anh hùng rồi. Mình mới giữ được nước mình 5-6 nghìn năm khỏi đô hộ Tàu, Mỹ. Tàu, Pháp, Nhật. Mỹ nó có đô hộ Mỹ vô, nó ôm đầu máu nó chạy về. 60,000 quân của nó cũng chết rồi. Tốn mớ tiền, mớ con lai nữa. Dạ bác về với sức khỏe cho dạ. Giống như cái bác đó mà nói lo cho con lo cháu, mà con nói theo chúng như ý bác, lo con lo cháu là tốt, về lo cho nhiều nữa nghe bác này nọ cho bác khoái. Tại vì khi đã chấp vào một cái ái, một cái nhẹ, cái trách nhiệm đó đó, con phải nói thật, con là một người không phải bình thường, con nói để mà mình tách rời khỏi cái thế gian này để mình đi về trời. Còn mà mình chấp vô mấy cái ái con cháu gia đình là mình chỉ có lẩn quẩn ở đây hoài thôi à. Con nói thật. Và có nhiều người không có chấp nhận những cái cách con giải thích. Giống như bữa có một cái cô kia, chồng vừa mới chết chưa đầy mấy tháng, con thì bệnh ung thư cũng sắp chết, không cái mình cái cổ khóc cổ đòi chết theo trước khi ông chồng hấp hối chết trong bệnh viện thì đòi đi chết theo. Cái con nói không phải, từ cái nghiệp của họ mất mớ thì mình mới thề chết theo. Bây giờ mình phải theo cái kinh Phật, trong đó có cái bà mà chết chồng rồi hai đứa con bị chim ó ăn rồi bị lũ lụt cuốn, thì tách khỏi mấy cái ái mấy cái khổ đó mình mới tu. Nhiều khi đó là cái duyên để cho mình gần với Phật. Vậy dẫn chắc cứ nghĩ là con không có tình thương khuyên không đúng đó. Mình đừng có đi theo cái thần hồn đã, mỗi cái xác của mình ai có cái nghiệp đó, bệnh tật hay là do cái nghiệp của mỗi cá nhân. Rồi cái cũng không có hiểu, hy vọng sau này hiểu. Người thân của mình chỉ là tạm bợ thôi, cái gia đình của mình là trên trời á, là chính á. Còn hả, mình thấy chồng chết em đòi chết theo, con chết đòi chết theo thì là Phật không được. Ở đây có những mấy bác lớn tuổi mà lúc sống á, thì cũng rất là hiền mà không có hiểu về tâm linh, không có tu tập á, không có niệm Phật đồ nhiều, cũng có đọc kinh chút chút sơ, nhưng mà đó chỉ là comfort, là thoải mái mà một buổi ngày thôi, chứ không phải thật tâm mà thay đổi á. Nó khác, cũng giống mình viết chữ mà cái viết chì viết nhẹ nhẹ thì nó đâu có dính, phải ấn mạnh vô. Thì tu tập nó cũng vậy. Thì những bác đó khi mất á, cũng trở về cái gia đình của con ở ở chung với con vậy đó, giống như lúc mình còn sống vậy đó. Rồi khi âm với dương á, mà sống chung một nhà đó, nó tạo ra rất là nhiều cái phiền tối cho con cháu. Thì rồi những đứa con á, không có hiểu, thấy những cái hiện tượng lạ trong gia đình, rồi thấy cái này dời quá kia. Tại vì khi mà ông bà mình mất mà không có đi siêu á, mà sống chung nhà mình á, thì con cháu nó không thấy ăn cơm, nó cũng không thấy, nó không mời.
giống như bao nhiêu sự mình tôn kính mất hết thì lại tự ái cao nữa. Rồi cái làm hiện tượng này làm hiện tượng kia, tối cho thấy giấc mơ này kia, tức là trong nhà phát hiện là có điều hơi lạ lạ thì cứ nghĩ là ma quỷ nó vô nhà mình nó phá. Thì lúc đó cái đi về Nam, chuột bùa chuột ngải dán đầy nhà hết, cũng không hết. Bùa ngải cái này nó nhà của tao mà bùa gì đó. Thì lúc đó có mấy lần không lên với mấy người anh em, mình không phải là chị mấy bệnh này, nhưng mà vô thấy toàn là ông ngoại bà ngoại được không à, sao đuổi. Thí dụ người lạ vô á, nó hiếp cái gia đình đó thì mình giúp được. Còn cái này á, tự mình mời ông bà mình ở lại, có nghĩa là ba cái quần áo cũ, đồ cũ kỷ niệm của ông bà lúc mà mất á, mình không có bỏ đi, không có bỏ vô kho cất hay là gì, cứ để chân trong nhà đầy á, bàn thờ thì có rồi đó. Cho nên cuối cùng thì lúc đó người phải khuyên thôi bác đi đi, cái bác ở đây á, con của bác nó cứ tối nó ngủ không được thì sáng nó không có đủ sức khỏe đi học hay đi làm, nhà cửa thì không có khá nổi, tại khi cái đầu óc mình mà có âm ở trong nhà đó mình cứ lù đù mình không có phấn chấn. Con người mình sống ở căn bản mỗi sáng là mình phải có đầu óc thoải mái phấn chấn, mình suy nghĩ mấy cái chuyện tỉnh táo, chứ không phải mình cứ lừ đừ tại tối giỡn với ma không, giỡn với ông ngoại bà ngoại. Sáng thì sao mà mình đi làm không được, con mình nó cũng không học được nữa, nó nguy hiểm chỗ đó. Cho nên mình muốn con cháu mình tốt, nếu mà nãy cái bác ngồi ở đây mà nghe là mình bây giờ phải biết tu á. Tại khi mình chết á, trong vòng một khoảng khắc, nó cũng như chiếc xe điện bên Nhật hay là xe bus gì đó, nó chỉ mở cửa có mấy phút thôi, cái cổng trời mở có chút xíu à, mà mình không bước vô á, là đóng lại là mình mất cơ hội gắng chịu. Mà khi cái cổng mở ra một bên á, thì nhìn một đống tài sản con cháu nó đang khóc len nheo len nheo, một bên á thì không có cái gì gọi là mình hiểu biết. Hiểu biết khi cổng trời mở ra bông sen xuống thì chỉ ngày hôm nay là phải học cái đó. Thì cái đó nó đem cái trí nhớ để mình quyết định trong cái khoảnh khắc đó. Còn nếu mà hôm nay mà mình vẫn còn chấp con chấp cháu thì hôm đó mình chỉ có ở lại lòng vòng ở trái đất này thôi. Rồi kiếp sau á thì mình đầu thai làm người Mễ hay Africa rồi, thì con cháu mình không biết nó đi về đâu, đâu phải là mình gặp nó nữa đâu. Có những người hai vợ chồng ngủ trong giường, cùng bệnh Covid, cùng vô nhà thương, cùng ẹt một lượt, nhưng mà mãi mãi không gặp nhau. Tại con ở đây người tâm linh con hiểu, con check the record con biết là tại vì mỗi người nó đi cái nghiệp khác. Cái bữa kêu mấy cái dòng kia về hỏi bữa giờ gặp vợ ông không, không gặp. Vợ ông cũng chết cùng lúc mà còn không gặp. Tại cái nghiệp của ổng là ổng đi theo đường ổng, nghiệp của bác đứa gái đó là đi theo đường bác gái đó. Cứu trợ mà gặp mấy ông thầy như kiểu ồn ào bên trên mạng bây giờ thì cũng như không, cộng nghiệp á. Mình giống như mình vừa giúp ăn trộm mà giúp ăn cướp đưa giáo cho giặc, cộng nghiệp là bị tội nữa. Sức của bác cứu gì, sức của bác bây giờ con nghĩ tốt nhất mỗi ngày bác trong cái phòng khách nhà bác bự bơ lớn thì bác cứ tập đi như vậy nè. Bác ngồi niệm Phật không được thì bác đi ở chân trái A Di Đà Phật, bác cứ làm miết cả ngày cho con. Người đói thì ăn, người đi bộ mệt thì ngủ, bác làm vậy thì bác cũng thành Phật nữa. Nếu mà bác không biết đọc kinh chân trái A Di Đà Phật cứ đi vòng vòng vậy, nhưng mà mình phải tập trung cái bàn chân mình nghe, để làm chi khi mình không tập trung bàn chân mình đầu mình suy nghĩ tùm lum nữa. Mà phải đi như vậy á, dễ nhất đó là vừa sức khỏe vừa ăn cơm no cái bụng bự không. Bác cứ đi vòng vòng chừng 30 vòng trong mấy phòng khách bác là cũng như đi cả cây số rồi. Bác cũng không cần lên đây nữa, lên đây á, vừa lưu vui đổi không khí thì ok, ngay cái phòng khách luôn.
con chỉ là hữu hiệu, làm đúng như con đi thành Phật hết. Tại con nhắm theo cái tuổi nào làm theo công thức đó. Giống như mấy đứa này, con kêu á, mỗi ngày phải ngồi thiền để làm chi, nó giảm lại cái sự ghim đồ của nó. Ví dụ cả chị này đi bộ dưới lên, đừng chạy xe lên để cho nó xuống căng. Tùy theo người con cách chỉ, không phải ai con chỉ cũng giống nhau đâu. Cũng như cái bác nãy con thấy là sắp đi rồi đó, còn xin cái này cho cháu nữa, không cho nó bị quê quá.